Thời gian qua, hệ thống thiết chế văn hóa hết cấp quận, huyện, xã, phường, khu dân cư đã được thành phố hết từng bước đầu tư xây dựng và hoàn thiện tại điều kiện cho người dân có nơi sinh hoạt, vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, một số công trình chưa được đầu tư đồng bộ thì hướng nhiều hạng mục so với tiêu chuẩn, trang thiết bị thiếu thốn, lạc hậu, xuống cấp, hư hỏng, chậm được sửa chữa, không đáp ứng nhu cầu sử dụng, hoạt động không hiệu quả. Nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư Trung Hòa B1, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Hoàng. Tuy được đầu tư xe mới, nhưng lại bỏ không, không sử dụng. Rác thải, nước động, mũi, bụa vây khiến nơi đây trở thành nỗi ám ảnh của nhiều hộ dân sống xung quanh. À, rác đồ thải để nhiều quá nó hôi, nhiều khi lượng ba cái đồ tầm bậy bạ về cái nó hôi mà mũi mũi nhất là buổi tối mũi rất là nhiều luôn, nhiều khi vậy. À, ngồi ăn cũng phải bỏ mùng vô mùng ngồi những người ngồi ngoài anh nó cắn quá thì trong cái hẻm cái đường hẻm và cái đường ngõ khách thì không không thể sinh hoạt được dân người ta đi vào cũng rất là khó khăn cái nhất cái thứ hai bây giờ trừ nhà bây giờ đang xuống cấp rất là trầm trọng à, cái thứ ba nữa bây giờ trừ nếu như không ở thì có một số hộ là họ bỏ rác bỏ đồ lên là rất ảnh hưởng đến cái khu dân cư mà nhất là những cái nhà xung quanh ở bên cạnh nhà sinh hoạt cộng đồng là nơi gắn kết người dân trong các hoạt động chung địa bàn khu dân cư. Tuy nhiên tại khu dân cư Trung Hòa B1 các hoạt động lại phải diễn ra ở địa điểm khác. ở ngay cổng Nguyễn Hoàng thì vẫn có cái trụ sở khối vừa là trực cũng vừa là sinh hoạt ở cái khu tất cả khu dân cư. chỉ mong có được là cơ quan cấp trên à, chính quyền của địa phương quan tâm đến địa phương để cho người dân được sống cho nó vui vẻ và tốt hơn. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định số 1472 ngày 14 tháng 7 năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí các điểm sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hiện một số nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình thiết chế văn hóa tại thành phố Đà Nẵng được xây dựng ở những vị trí chưa thuận lợi, thiết kế nhỏ hẹp hoặc vẫn chưa được khai thác hiệu quả điều này gây lãng phí nguồn lực và không đáp ứng được nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân